Tất Diệt Long Đế chương 3697, Phù Diêu Tông. Đệ tử Thiên Đế Tông bị thương, quan gia chết nhiều người như vậy, thông cáo lại không có xin lỗi quan gia gì, đã thấy rõ thái độ của Thiên Đế Tông. Quan gia cũng không phát ra thông cáo gì, xem như tiếp nhận rồi, chết nhiều người như vậy đều chết uổng phí. Chuyện này bọn họ cũng không thể nói lý, dù sao cũng là Quan Thiên Thu ám sát Lục Ly trước. Việc này quan gia cũng tra manh mối, chứng thật là Quan Thiên Thu chủ mưu. Hơn nữa việc này còn khiến Thiên Đế Tông có quan cảm ác liệt với quan gia. Vốn quan hệ giữa quan gia và Thiên Đế Tông tương đối tốt đẹp, bởi vì việc này, cao tầng Thiên Đế Tông trở nên thật ác liệt với quan gia. Lực ảnh hưởng năm đó lão quan đế vất vả xây dựng, bởi vì chuyện này cũng yếu đi nhiều. Vô tận thần khư bởi vì thông cáo của Thiên Đế Tông, dần bình ổn lại. Lục ly không phải mảnh thú, vậy tính chủ đề của sự việc yếu hơn nhiều. Chẳng qua là tranh đấu giữa công tử trẻ tuổi, người của quan gia nâng đá đập chân mình, đây cũng không còn gì thảo luận. Đương nhiên, cái tên lục ly chợt nổi danh trong vô tận thần cư. Dù sao một đám đệ tử vừa mới gia nhập tông môn, một người có thể diệt sát ma kiệt tam hồ, còn lập tức đi phản sát người của quan gia. Phần gan dạ sáng suốt và quyết đoán này, loại tính cách này tự nhiên được nhiều người nhớ kỹ. Nữ Thánh Tông, Lục Linh và Tượng Linh Lung cũng biết được tin tức này, dù sao cũng là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi tông môn. Loại tin tức này dễ dàng biết được. Rất nhiều đệ tử nữ Thánh Tông gần đây đều nghị luận, sau khi hai người được tin tức, vừa vui mừng vừa lo lắng. Lo lắng Lục Ly có phải bởi vì vậy bị Thiên Đế Tông phạt nặng, lo lắng quan gia sẽ trả thù. Vui mừng là chiến lực của Lục Ly tăng lên nhanh như vậy, lại chấn sát lĩnh chủ Trung Kỳ, chiến lực này hẳn đã vượt qua bọn họ rất nhiều. Thần Thông. Biến thành Long Nhân. Sao có chút giống nghịch long biến của nghịch long tộc chúng ta? Lục Linh cũng chú ý đến một chuyện, Lục Ly biến thành Long Nhân. Căn cứ tin tức truyền đến, ngoại hình rất giống các nàng phóng thích nghịch Long biến của nghịch Long tộc. Chẳng lẽ Lục Ly là người nghịch Long tộc? Thức tỉnh huyết mạch nghịch Long rồi. Lục Ly nói hắn là đệ đệ nàng, chẳng lẽ là đệ đệ ruột. Lục Linh đã phá lĩnh chủ cảnh, kỳ thật nàng có thể phá bỏ phong ấn ký ức. Thật sự không được, nàng có thể mời cường giả nữ thánh tông ra tay giải trừ phong ấn. Nhưng nàng không muốn làm vậy, nàng phá giải phong ấn sẽ ảnh hưởng đạo tâm của nàng, sẽ biết rất nhiều chuyện có lẽ nàng không nên biết. Hiện tại bọn họ ở Vô tận thần khư, không trở về Tam trọng thiên thì cũng không cần phá giải phong ấn ảnh hưởng đạo tâm này. Hiện tại, nàng chỉ muốn nhanh chóng tăng lên chiến lực, nghĩ biện pháp hội hợp với Lục Ly, cùng nhau trở về Tam trọng thiên. Lục Ly mạnh như vậy. Trong một cung điện xa hoa trên tòa núi lớn phía đông Vô tận thần khư ngồi một người, Lục Ly không biết chính là còn có một người phi thường chú ý tình huống của hắn, Đông Giả Ưng. Đông Giả Ưng ở Phù Diêu Tông, đây là một trong tám tông phái vô tận thần khư, còn là tông phái bài danh cao. Đông Giả Ưng và Dương Công Tử gia nhập tông phái này. Đông Giả Ưng nhờ thế lực cường đại của hắn, rất nhanh trở thành nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi Phù Diêu Tông. Trong lòng Đông Giả Ưng, Lục Ly là tình địch của hắn, nếu có cơ hội, hắn khẳng định phải giết chết Lục Ly lúc trước hắn còn mời người điều tra hành tung của lục ly và lục linh lại không ngờ rằng lục ly lại nổi danh còn trở thành đệ tử thiên đế tông hơn nữa gây náo loạn động tỉnh lớn như vậy thiên đế tông a đông giả ưng âm thầm hối hận sớm biết vậy hắn cũng đi thiên đế tông khi đó hắn ghét bỏ khoảng cách quá xa muốn mau chóng gia nhập một đại tông phái tìm kiếm đường trở về tam trọng thiên cho nên tìm một đại tông phái gần đó gia nhập lục ly ta sẽ vượt qua ngươi trong con người đông giả ưng sáng lên hàng quang cho dù ở vô tận thần khư đông giả ưng cũng có thể cuộc dậy cũng có thể trở thành nhân vật trẻ tuổi đỉnh nhất lục linh và tượng linh lung hắn phải đoạt được kiêu ngạo và tôn nghiêm của hắn không phép bị người chà đạp nữ thánh tông tình huống của lục linh và tượng linh lung hắn đã tìm hiểu ra hắn cũng hiểu biết chút tình huống của nữ thánh tông hắn chờ cơ hội danh dương thiên hạ sau đó đi nữ thánh tông cầu hôn hai người lục linh và tượng linh lung Hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể triển lộ giá trị của hắn, nữ thánh tông khẳng định nghĩ biện pháp lôi kéo hắn. Hai nữ đệ tử ngoại môn không tính là gì với nữ thánh tông. Chỉ cần hắn có đủ giá trị, như vậy đừng nói hai đệ tử nữ thánh tông, thậm chí muốn đệ tử vĩ đại nội môn cũng có thể gả cho hắn. Cố gắng tu luyện, tăng lên chiến lực. Tìm kiếm cơ hội bái tông chủ hoặc môn hạ loan hoàng, chỉ cần ta có thể trở thành đệ tử tông chủ hoặc loan hoàng thân phận địa vị tự nhiên sẽ tăng lên nhiều nữ thánh tông khẳng định sẽ lôi kéo ta trong đôi mắt đông giả ưng trong suốt trong phù diêu tông có hai thánh hoàng chỉ cần hắn có thể trở thành đệ tử thánh hoàng vậy khả năng đột phá đại đế phi thường cao thân phận địa vị của hắn cũng tăng lên nhiều đến lúc đó cầu hôn lục linh và tượng linh lung cũng không tốn nhiều sức phù diêu tông cũng không phải không có nữ tử xinh đẹp cũng có rất nhiều tiểu thư gia tộc cố ý thông đồng hắn thậm chí còn có một vài gia tộc đại đế ngỏ ý liên hôn. Nhưng đông giả ưng đều cự tuyệt, trong lòng hắn, vô tận thần khư chỉ là một trạm dừng chân, bọn họ đều phải trở về tam trọng thiên. Trong lòng hắn có chấp niệm rất mạnh, đó là phải cưới lục linh và tượng linh lung. Trái lại, Dương Công Tử ở cùng hắn đã hơi trầm luân, đã thông đồng mấy tiểu thư, trở thành hoa hoa công tử trẻ tuổi nổi danh ở Phù Diêu Tông. Bên ngoài đều thật hỗn loạn, lục ly toàn bộ cũng không biết, hắn trở về trong nhuế bảo, hình phạt đường để hắn về chuẩn bị vài ngày, rồi xuất phát đi thiên đế kiếm trận. Không phá 18 quan không được xuất quan. Trước thiên đế kiếm trận, Lục Ly từng nghe nói, nơi đó là địa phương phi thường khủng bố, là nơi khảo hạch tông môn. Nếu có thể phá 15 quan, vậy đi ra ngoài là đệ tử Hắc Huy Chương, nếu có thể phá 20 quan, trực tiếp trở thành trưởng lão. Trưởng lão thiên đế tông, toàn bộ đều là chuẩn đế. Nếu hắn có thể phá 20 quan, chiến lực tự nhiên có thể sánh bằng chuẩn đế. Quy củ của thiên đế tông thật nghiêm khắc, hình phạt đường đã định hình phạt thì không thể thay đổi, cũng sẽ không có người sửa đổi. Nếu lục ly không xông qua 18 quan, vậy có thể bị nhốt đến chết. Ngươi chuẩn bị, đi nội vụ đường tông môn lãnh tài nguyên tu luyện 20 năm, nói là ta nói. Sau khi nhuế đế trở về, sắc mặt nghiêm túc nhìn lục ly, nói đi xông quan trong thiên đế kiếm trận là bảo vệ của ta và lập đại nhân với ngươi. Lão quan đế đã chết nhưng lực ảnh hưởng của quan gia ở thiên đế tông vẫn còn. Ngươi đi thiên đế kiếm trận tu luyện ít năm, tránh đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, chuyện này ngươi thật sự sai rồi, sai thì phải bị trừng phạt. Nếu ngươi không thể xông qua 18 quan, ta cũng sẽ không thay ngươi cầu tình. Thiên đế kiếm trận là nơi khảo hạch, kỳ thật cũng là nơi tu luyện. Chỉ cần ngươi cố gắng, lấy thực lực của ngươi, nhiều nhất 30 năm có thể ra ngoài. Thiên đế Tông có 3 nơi dùng thảo hạch thăng cấp, ba nơi này đều không phải nơi khủng bố nhất thiên đế Tông, nhưng là nơi các đệ tử không thích nhất. Vì những nơi này thật khiến người ta đau đầu. Hoàn cảnh phi thường không tốt, tại đây cũng sẽ không xuất hiện tình huống tử vong, nhưng thật dễ dàng bị thương nặng, hoàn toàn là dày vò. Sau khi lục ly đi nội vụ đường lĩnh tài nguyên tu luyện, liền đi theo người của hình phạt đường đến bên ngoài thiên đế kiếm trận. Vương Ngưng Tuyết và Hồ Thạch Mảnh cùng đến tiễn. Mọi người cưỡi truyền tống trận vào trong một tòa núi lớn, bên trong sơn động thiên đế kiếm trận. Kiếm trận này là tổ tiên thiên đế tông bố trí, chiến lực của tổ tiên kia phi thường khủng bố, là ba cường giả bài danh cao nhất cả vô tận thần khư. Kiếm trận này vừa bố trí là vì ma luyện hậu bối thiên đế tông, người thông qua cả kiếm trận cũng sẽ trở thành cường giả tông phái. Hiện tại đế cấp của tông môn có một nửa từng thông quan cả kiếm trận ở lĩnh chủ cảnh. Sư tỷ Hồ Huynh Bên ngoài sơn động, Lục Ly chắp tay nói Các ngươi trở về đi, chờ ta đi ra khỏi kiếm trận, ta lại cùng các ngươi uống 300 chén. Vương Ngưng Tuyết đưa cho Lục Ly một quyển sách, nói Sư đệ, đây là tâm huyết của cường giả tộc ta từng xông quan thiên đế kiếm trận. Tuy không có bao nhiêu trợ giúp, bởi vì kiếm trận là tùy thời biến hóa, nhưng ngươi xem thử, có lẽ có chút công dụng tham khảo. Đa tạ sư tỷ. Lục Ly chắp tay bái tạ, Hồ Thạch Mảnh cũng không tặng Lục Ly cái gì, mà vỗ bả vai Lục Ly nói. Lục huynh đệ, chờ ngươi đi ra, ta mở yến tiệc, thiết yến ngươi ba ngày, xem như chúc mừng ngươi. Lục Ly hơi gật đầu, rồi gật đầu với hình phạt đường, sau đó dứt khoát đi lên núi, bước vào sơn động, thân thể hắn hóa thành bạch quang, chợt lé rồi biến mất không thấy. Hồ Thạch Mảnh và Vương Ngưng Tuyết không vội vã rời đi, Hồ Thạch Mảnh ngược lại hứng thú nói. Ngưng Tuyết tiểu thư, ngươi cảm thấy sư đệ này của ngươi trong bao lâu có thể ra ngoài? Vương Ngưng Tuyết cau mày, trầm ngâm một lát nói. Một hai trăm năm đi, tuy lục ly chiếm được một loại thần thông cường đại, chiến lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, nhưng căn cơ của hắn vẫn rất yếu. Thiên đế kiếm trận thật kỳ quái, ta cảm giác không đến hai trăm năm, rất khó đi ra. Ha ha ha. Hồ Thạch Mảnh cười ha hả, nói Ngưng tuyết tiểu thư, hoặc là chúng ta đánh cực đi, cực đông âm đan của ngươi, một trăm viên đi. Nếu ta thua ta cho ngươi một trăm viên vô tủy đan, ta cá hắn nhiều nhất năm mươi năm có thể đi ra. Năm mươi năm Vương ngưng tuyết lắc đầu nói Nếu hồ công tử nguyện ý tặng ta một trăm viên vô tủy đan, ta từ chối thì bất kính, cục này ta cực chắc rồi. Ha ha ha, thành giao Hồ Thạch Mảnh cười lớn rời đi, Vương Ngưng Tuyết nhìn một hồi cũng rời khỏi. Người của hình phạt đường tự nhiên đã rời khỏi từ sớm. Lục Ly không xông qua 18 quan, nếu hắn dám ra ngoài, thì đó là phạm quy, đến lúc đó xử phạt của hình phạt đường sẽ nặng hơn. Vù Lục Ly xuất hiện trong một thạch thất hôn ám, nơi này chỉ có một ngọn đèn tối om. Thạch thất này không lớn, chỉ có một hành lang thông ra ngoài vương ngưng tuyết nói một vài tình huống trong thiên đế kiếm trận cho lục ly lục ly biết đây là nơi bắt đầu không tính cửa thứ nhất từ hành lang đi đến cửa thứ nhất mỗi ba quan sẽ có truyền tống trận truyền tống ra ngoài kiếm trận nơi này sẽ không giết chết người trước khi người bị thương sẽ dừng lại người cũng sẽ tự động truyền tống đến cửa trước một lần nữa xông quan lục ly cũng có chút tự tin với thực lực của mình hắn gần như không do dự đi dọc theo hành lang đi đến phía trước bắt đầu xông quan Đi ra ngoài hành lang, Lục Ly phát hiện hành lang bắt đầu uốn lượn, biến thành thạch thê lạnh như băng, một đường xoay tròn, kéo dài xuống dưới, giống như nối tiếp với cửu u luyện ngục. Đi được 100 bậc thềm đá, Lục Ly ra ngoài cửa đá, hắn đẩy cửa ra, phát hiện bên trong là một thạch thất thật dài. Trong thạch thất đồng dạng có quan mang hôn ám, bên trong không có cái gì, là trống rỗng. Cửa thứ nhất Lục Ly cũng không phóng thích bát long thuật, cũng không phóng thích thiên giáp thuật. Nếu ngay cả cửa thứ nhất cũng không chống lại nổi, vậy hắn cũng không cần xông quan nữa, trực tiếp chết đi cho rồi. Hắn chậm rãi đi vào bên trong, không phóng thích thần niệm, mà thúc giục đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống bốn phía. Hắn muốn tìm hiểu rõ ràng thiên đế kiếm trận. Hắn phải làm quen với hình thức công kích của thiên đế kiếm trận, như vậy mới có thể dễ dàng xông qua mấy quan về sau. Một bước, hai bước, mười bước. Ánh mắt lục ly đột nhiên sáng ngời, Ánh mắt nhìn sang vách tường bên trái. Vách tường kia giờ đây hơi sáng ngời, sau đó vài luồng ánh sáng bắn đến trước người Lục Ly. Lục Ly không tránh né, cũng không có động tác gì, dựa vào thân thể mình chống lại. Hắn phải thử nghiệm uy lực công kích của Thiên Đế kiếm trận. Bang bang bang. Thân mình Lục Ly bị đánh bay, vài luồng kiếm quang biến mất. Y bào của Lục Ly bị phá thành mấy lỗ lớn, bị nổ đến mặt mày xám tro, nhưng hắn không bị thương, chỉ bị tróc chút da. Ừ. trong lòng lục ly nắm chắc hắn đột nhiên gia tốc chuyển động trong thạch thất cả người hóa thành cơn gió bay qua bay lại trong thạch thất vù 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 giống như tổ ong vò vẽ vách tường đỉnh đầu và hai bên đều sáng lên sau đó vô số kiếm quan phóng đến trong phút chốc cả thạch thất đều sáng như ban ngày lục ly thúc giục đại đạo chi ngân cảm giác dao động bốn phía thân mình hắn vạn vẹo cực lực tránh né kiếm quan này ngay từ đầu hắn tránh né hơi vất vả, liên tục bị đánh trúng. Nhưng sau một lát, hắn đã quen thuộc quy luật phóng thích kiếm quang này, hắn rất nhanh có thể tránh né kiếm quang. Quy lực kiếm quang nơi này rất yếu, lục ly có thể dễ dàng chống đỡ. Cho nên, ở đây hắn cảm giác như đang chơi đùa. Ngoài y bào bị đánh rách tung tóe, trên người cũng không có thương thế gì. Cho dù tróc ít da, rất nhanh cũng có thể khôi phục như cũ. Lục ly không vội vã đi cửa thứ hai, mà vẫn chuyển động bên trong, dẫn phát vô số kiếm quan công kích hắn, hắn đang tìm hiểu tình huống công kích của thiên đế kiếm trận để xông quan về sau. Lục ly hao phí khoảng một giờ ở cửa thứ nhất, hắn đi đến cuối thạch thất, nơi đó xuất hiện một hành lang, sau khi tiến vào hành lang, đại điện an tĩnh trở lại. Lục ly không thay y bào mới, ngược lại cởi ra y bào rách nát, bởi vì hắn lập tức phải xông quan liên tục. Y bào này sớm hay muộn cũng sẽ nát bét. Hắn chỉ mặc một quần tứ giác gia thú, đây là một kiện bí bảo, lực phòng ngự rất mạnh, còn có thể ẩn vào trong cơ thể, giờ đây đang phòng hộ bộ vị quan trọng của lục ly. Hành lang vẫn uống lượng, thiên đế kiếm trận xem ra đều kéo dài xuống nền đất, hoặc nhìn như 18 tầng địa ngục. Thạch thê lạnh như băng, quan mang hôn ám, khí tức âm trầm. Nếu là võ giả bình thường, có lẽ sợ tới mức không dám đi nữa. Lục ly rất nhanh đến cửa thứ hai, kiếm trận cửa này rõ ràng mạnh hơn nhiều cửa thứ nhất, nhưng đối với lục ly không có áp lực gì hắn đồng dạng không phóng thích thiên giáp thuật không phóng thích bát long thuật hoàn toàn dựa vào thân thể dễ dàng vượt qua lục ly chỉ dừng ở cửa này một giờ hắn đi đến cửa thứ ba lần này không từ từ xông quan thân mình hắn hóa thành lưu quan vượt qua cửa thứ ba cửa thứ tư cửa thứ năm cửa thứ mười nửa ngày trôi qua lục ly đã xông qua mười quan về sau hắn phóng ra bát long thuật thiên giáp thuật đều dễ dàng vượt qua, không có áp lực quá lớn. Hắn đẩy ra đại môn thứ 11, hắn phát hiện cảnh tượng bên trong thay đổi, hắn cũng cảm giác được bất đồng, hắn cảm giác được hơi thở nguy hiểm bên trong. Trong lòng rất nhiều đệ tử thiên đế tông, 10 quan đầu của thiên đế kiếm trận là dành cho võ giả ngũ kiếp, có thể xông qua 10 quan, đại biểu chiến lực ngươi có thể sánh bằng lĩnh chủ. Sau 10 quan là võ giả lục kiếp xông quan, nếu ngươi có thể xông qua quan thứ 20, đại biểu ngươi có chiến lực chuẩn đế, thiên đế tông sẽ trao ngươi vị trí trưởng lão. Cho nên, sau khi lục ly đi vào quan thứ 11, cảm giác lập tức trở nên bất đồng. Nơi này không phải thạch thất đơn giản, mà là một chỗ thạch động hơi phức tạp. Bên trong ánh sáng càng thêm hôn ám, sau khi lục ly bước vào trong, cảm giác bốn phương tám hướng đều là nguy cơ, giống như chỉ cần hắn tùy tiện bước ra một bước, sẽ gặp công kích bốn phương tám hướng hắn không có mạo muội đi về trước chỉ ngồi xếp bằng tại chỗ nghỉ ngơi hắn mới vừa phóng ra bát long thuật hắn cần nghỉ ngơi một thời gian để trạng thái khôi phục đến trạng thái đỉnh phong hắn luyện hóa một ít đan dược còn luyện hóa một ít thần dược linh hồn sau đó ngồi xếp bằng nửa ngày để thân thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong hắn phóng ra thần niệm phát hiện nơi này thần niệm bị áp chế hắn chỉ có thể thúc giục đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống bốn phía cảm ứng thử cái gì cũng không phát hiện, thạch động này thật hẹp dài, không phải rất lớn, cụ thể không biết dài bao nhiêu. Đi thôi. Hắn phóng ra bát long thuật và thiên giáp thuật, trong tay còn cầm thất sắc lưu ly tháp. Đế binh này hắn dùng như tấm trắng. Kỳ thật hắn có thể cưỡi thất sắc lưu tháp, bay về trước, nhưng hắn không làm như vậy, hắn tin tưởng về sau đế binh không thể sử dụng, nếu ngay cả quan thứ 11 vẫn không thể xông qua, vậy trạm kiểm soát phía sau cũng không cần xông nữa. Hắn đi từng bước về trước, bốn phương tám hướng nhất thời vang lên tiếng phá không, sau đó thanh kiếm bắn ra, những kiếm này không phải kiếm quang, càng như một thanh bảo kiếm chân thật. Tiến lên. Bên ngoài cơ thể lục ly ngưng tụ một đám vô vọng thần phù, cự kiếm phóng đi hướng này, vô vọng thần phù và cự kiếm va chạm nhau, bạo phát từng cơn sóng chấn động. Lục ly bị sóng xung kích đẩy lui, nhưng hắn rất nhanh vọt lên, hắn không ngừng phóng thích vô vọng thần phù, bằng vào vô vọng thần phù mở đường, hắn gian nan bay về phía trước trường kiếm bốn phương tám hướng phóng đến chỗ hắn quá to rồi dựa vào vô vọng thần phù là không ngăn được lục ly không thể né tránh bị đánh trúng thân mình hắn bị đánh bay uy lực của những trường kiếm này quả thật sắc bén thoải mái xé rách da thịt hắn nhưng thân thể hắn vẫn quá mạnh mẽ cũng không có bị thương nặng đi trước rồi nói sau lục ly cũng không có thời gian chữa thương cực lực tránh né hắn khống chế vô vọng thần phù công kích trọng kiếm này mở đường thỉnh thoảng còn thúc giục thất sắc lưu ly tháp ngăn trở công kích phía khác hắn gian nan đi về phía trước không ngừng bị đánh bay cũng không ngừng đi về trước thông đạo này quanh co khúc khuỷu ước chừng dài trăm dặm nếu là lục ly bình thường trong nháy mắt có thể bay qua nơi này hắn ước chừng đi mấy chục hơi thở mới vọt đến trên người hắn đủ vết thương chờ sau khi vọt vào đại môn hắn như trút được gánh nặng thở vào nhẹ nhõm Giải trừ bác Long Thuật, ngồi xếp bằng chữa thương, hồi tưởng tình huống công kích vừa rồi. Nghỉ ngơi nửa ngày, sau khi thương thế khôi phục, Lục Ly tiếp tục đi xuống Thạch Thê, bắt đầu xông quan thứ 12. Một hai ngày xông qua 11 quan, đã là phi thường nhanh. Tổng cộng chỉ có 18 quan, xông qua hết có thể đi ra ngoài. Hiện tại chỉ còn 7 quan, có lẽ qua 3 năm có thể xông qua hết. Trong mắt Lục Ly, xông qua 10 quan đầu không khác gì không đi qua bình thường khó khăn là tám quan phía sau. Về sau, mỗi quan đều khó hơn trước vài lần, thậm chí mấy chục lần. Địa hình quan thứ 11 và quan thứ 12 là giống nhau, Lục Ly có hơi hoảng hốt nghĩ đến quan thứ 11. Nhưng hắn không nhìn thấy trên mặt đất có vết máu, phía trước hắn đang chảy máu. Hắn đồng dạng không phóng thích thần long biến, mà tiếp tục bằng vào thân thể cường đại xông quan. Hắn hành động tương tự ở quan thứ 11, vô vọng thần phù mở đường, cực lực tránh né, mặt khác dựa vào thất sắc lưu ly tháp, ngăn trở ít trọng kiếm bay tới. Quan thứ 12 này, lục ly vẫn xông qua thật gian nan. Quy lực trọng kiếm ở quan này cường đại hơn trước mấy lần, cả người hắn bị nổ đầy thương tích. Nhưng thân thể hắn quá mạnh mẽ, vẫn không bị thương nặng gì. Ban đầu, Lạp Đại Nhân chỉ cần hắn có thể xông qua 15 quan thì hắn có thể ra ngoài. Hiện tại Lục Ly đã xông qua 12 quan. Hắn ngay cả thần Long Biến vẫn chưa phóng thích, khó trách khỏi khiến lục ly có hơi ngờ vực chẳng lẽ lạp đại nhân cố ý nhường bước tùy tiện trừng phạt hắn sau nửa ngày hắn biết mình sai lầm rồi quan thứ 13, tuy địa hình giống nhau như đúc nhưng hắn muốn xông quan như trước lại bị nổ bay ngược về nếu không phải hắn dùng thất sắc lưu ly tháp chặn đại bộ phận công kích hắn đã bị thương nặng hắn thử xem có thể tiến vào thất sắc lưu ly tháp không phát hiện không gian quả nhiên bị áp chế không thể đi vào thất sắc lưu ly tháp không có biện pháp hắn chỉ có thể phóng ra thần long biến biến thành long nhân cảm giác toàn thân ngập tràn lực lượng cường đại cảm giác móng vuốt có thể tào nát mọi thứ lục ly tự tin hơn gấp trăm lần cùng bạo tiến về phía trước rầm 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 bốn phương tám hướng không ngừng phóng ra trường kiếm đánh lên vẫy của lục ly vẫy lục ly nhất thời vỡ vụn nhưng thân thể lục ly hiện giờ quá mạnh mẽ chỉ là vẫy vỡ vụn thân thể gặp ít thương thế không nặng không nhẹ cứ như thế, lục ly vọt đến cuối, cả người máu tươi đầm đìa. Phải biết rằng sau khi hắn phóng thích thần long biến, lực phòng ngự chính là miễn cưỡng có thể sánh bằng chuẩn đế, lại còn có thể bị thương, có thể thấy bá đạo của thiên đế kiếm trận này. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, xông thêm quan thứ 14. Hay là giải trừ thần long biến, nghỉ ngơi một lát. Lục ly hơi chần chờ, năng lực hiện tại của hắn chỉ có thể duy trì thần long biến nửa canh giờ. Tuy hắn bị thương, nhưng năng lực phục hồi thân thể dưới trạng thái thần long biến phi thường biến thái, tùy tiện chữa thương là tốt. Thử xem. Dù sao trong thiên đế kiếm trận cũng không chết người, lục ly lập tức nuốt dược chữa thương, đợi một lát thương thế khôi phục một ít, lập tức phóng đi quan thứ 14. Sau khi đẩy cửa ra, lục ly trợn tròn mắt, nơi này tối đen, không có ánh sáng gì, thần niệm không thể tra xét cái gì. Hắn thúc giục đại đạo chi ngân cảm ứng, phát hiện vẫn tối đen như trước, không cảm ứng được gì tối như vậy lối ra tìm thế nào lục ly hơi ngây ngẩn hắn đứng một lúc lâu vẫn cắn răng đi về trước đợi lát nữa khẳng định có kiếm quan công kích đến lúc đó hẳn sẽ sáng mờ nhạt một chút vù 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 từng tiếng vang vọng ra thanh âm không phải rất nhiều động tĩnh cũng không quá lớn cảm ứng quy lực không phải quá cường đại đây cũng không quan trọng khiến lục ly kinh ngạc là những công kích này không hề có ánh sáng gì thậm chí lục ly cũng có hơi không thể nắm giữ phương hướng của những công kích này đốc 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 lục ly bị ba kiếm đánh trúng con người hắn mở ra tròn xoe bởi vì ba sóng kiếm vô hình kia lại xuyên qua ngực bụng hắn lui lục ly không có do dự gì thối lui đến địa phương mới tiến vào cửa phía sau đã đóng cửa lục ly muốn đi ra cũng không được hắn chỉ có thể đứng tại chỗ không dám động ngực bụng hắn tuôn ra máu tươi nhỏ trên mặt đất, hắn lại hồn nhiên không biết gì. Hắn kinh hãi nhìn xung quanh, cảm giác bốn phương tám hướng ẩn nút một đám kiếm khách siêu cường, chỉ cần hắn dám bước thêm một bước, sẽ gặp công kích của bọn họ. Phòng ngự của hắn có thể sánh bằng chuẩn đế, lại dễ dàng bị vết kiếm vô hình xuyên thủng. Nếu vừa rồi vết kiếm công kích là đầu hắn, có phải đầu hắn đã bị nổ tung rồi không? Ta còn tưởng thân thể cường đại của thần Long Biến có thể xông qua 15 quan, hiện tại xem ra quan thứ 14 cũng khó xông qua. Lục Ly cười chua sót, lúc trước hắn còn tưởng lạp đại nhân để hắn xông qua 15 quan là đặc biệt chiếu cố hắn. Hiện tại mới biết được 15 quan này không dễ xông qua. Một thạch động hoàn toàn hắc ám, công kích vô hình vô sắc bên trong, không thể nắm giữ hay phán đoán, lực công kích lại sắc bén. Nếu công kích dày đặc thêm một chút, Lục Ly sẽ càng đau đầu. Hắn có một loại thần thông, thúc giục đại đạo chi ngân, lực cảm giác sẽ trở nên phá lệ nhạy cảm nhưng hắc ám nơi này giống như đang cắn nuốt lực cảm giác của hắn tốc độ kiếm vô hình quá mau khi phát động không có dấu hiệu gì muốn dự đoán trước cũng phi thường khó khăn không thể dự đoán vậy tự nhiên không thể tránh né dựa vào phòng ngự không ngăn được vậy lục ly làm sao xông quan lục ly không biết hắn suy nghĩ một lát giải trừ trạng thái của thần long biến nghỉ ngơi chữa thương thần long biến giải trừ rất đơn giản Nhế đế giải trừ cho hắn đã giúp hắn có ý tưởng, đó là triệu tập long khí trở về huyệt đạo. Trong cơ thể, máu huyết dần bình ổn lại, long huyết sẽ ẩn vào trong toàn thân, thần long biến tự nhiên sẽ được giải trừ. Hắn không vội vã suy tính mà chuyên tâm chữa thương. Đồng thời để bản thân nghỉ ngơi, tiến vào trạng thái tỉnh táo tốt nhất. Hắn đã chuẩn bị trường kỳ bị nhốt ở đây, nhế đế đã nói nếu hắn cố gắng, 30 năm có thể đi ra. Ánh mắt nhế đế lợi hại thế nào? Ngay cả nhuế đế cũng nói hắn cần 30 năm, vậy hắn gấp gáp cũng vô dụng, hắn chuẩn bị ở đây vài thập niên. Chuyện tam trọng thiên hắn đã không muốn nghĩ nhiều. Chuyện lục linh và tượng linh lung hắn hiện tại không muốn nghĩ nhiều. Không xông qua được, hắn sẽ không đi ra, cho dù đi ra, với thực lực và thân phận địa vị hiện tại của hắn có thể được nữ thánh tông coi trọng sao? Có thể gả lục linh và tượng linh lung cho hắn sao? Hắn chỉ có thể cuộc dậy rực rỡ, triển lộ ra tiềm lực cường đại, mới có thể trở thành xu thế của cao tầng thiên đế tông. Nữ thánh tông sẽ coi trọng hắn, mới có thể gả lục linh và tượng linh lung cho hắn. Cho nên xét đến cùng, không phải vấn đề có thể đi ra thiên đế kiếm trận không mà là vấn đề thực lực. Nếu hắn có thực lực cường đại, vậy khẳng định có thể thoải mái xông qua 18 quan, sẽ trở thành tiêu điểm của các thế lực, trở thành đối tượng bọn họ lôi kéo, như vậy hết thảy đều nước chảy thành sông. Nghĩ thông suốt mấu chốt mọi chuyện, tâm tình lục ly dần bình ổn lạ. Chờ sau khi thương thế của hắn khôi phục lại, hắn bắt đầu tu luyện. Một là luyện cốt, hai là luyện hồn, đồng thời bắt đầu tư vấn phải tăng chiến lực mặt nào mới có thể xông qua 14 quan. Vù Trong tay hắn sáng lên thần lực, vốn thần lực có hào quang, nhưng ánh mắt hắn nhìn quét qua, nhìn thấy vẫn là một vùng tối đen. Hắn vốn muốn xem quyển sách của vương ngưng tuyết, hiện tại không nhìn thấy được gì. Nơi này thật tối, lực cảm giác cũng bị cắn nuốt tốc độ của sóng kiếm vô hình lại rất nhanh lực công kích thật hung mãnh lục ly tự hỏi nửa ngày chỉ ra một kết luận nếu muốn xông qua quan này hoặc là lực cảm giác của hắn tăng lên hoặc là thân pháp của hắn tăng lên hoặc là phòng ngự của hắn tăng lên lực cảm giác tăng lên cần tìm hiểu đại đạo chi ngân nếu đại đạo chi ngân có thể tiến bộ thêm một bước lực cảm giác có thể tăng lên mấy chục lần pháp thân này muốn luyện tập phải tìm hiểu chân ý hệ phong về phần lực phòng ngự. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó tăng lên, thân thể của hắn quá mạnh mẽ, muốn tăng vọt quá khó khăn. Tu luyện pháp thân cũng rất khó khăn, muốn tìm hiểu một chân ý phong hệ, còn có thể làm thân pháp của mình tăng lên phi thường lớn, đây còn khó hơn tăng cường thân thể. Cho nên Lục Ly quyết định tìm hiểu đại đạo chi ngân. Hắn quyết định dùng thời gian 1-2 năm tìm hiểu đại đạo chi ngân, xem có tăng lên lớn không. Sơn động tối đen, an tĩnh đến mức khiến lòng người hoảng loạn người ở trong ngồi xếp bằng có cảm giác thật cô độc phân không rõ hư ảo hay chân thật giống như linh hồn mình bị giam cầm an tĩnh vĩnh cửu trong bóng tối ở lâu dưới hoàn cảnh này cho dù là lão nhân cũng sẽ phát cuồng đừng nói là lục ly cho nên lục ly âm thầm quyết tâm phải trong ba năm phá vỡ một quan nếu không ở nơi này lâu hơn tinh thần hắn có thể sẽ sụp đổ vừa tu luyện thần lực vừa luyện cốt còn phải luyện hồn vừa phải tìm hiểu đại đạo chi ngân linh hồn của lục ly chia làm mấy phần để dùng cũng may linh hồn của hắn hiện tại cũng đủ cường đại linh hồn đạt đến mức độ nhất định nhất tâm nhị dụng ba dùng không phải việc khó lục ly tiến vào trạng thái mộng ảo cả người dần hòa hợp một thể với hắc ám giống như biến thành một bức tượng điêu khắc trong thạch thất ngoại giới khôi phục bình tĩnh quan gia nén giận tuy nội tâm các đệ tử trẻ tuổi phi thường phẫn nộ muốn về sau tìm cơ hội trả thù nhưng Cao Tần lại không dám có chút tâm tư trả thù, ít nhất mặt ngoài không dám biểu hiện ra chút nào. Lạp đại nhân đã ra mặt rồi, quan gia trừ phi muốn diệt vong, nếu không chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hơn nữa Cao Tần còn không thể lộ ra chút bất mãn nào. Hiện tại quan gia đã không còn có ấn tượng tốt với Cao Tần Thiên Đế Tông, nếu còn dám sằng, bậy, trừ phi cả gia tộc di dời, đi tìm thế lực lớn khác che chở, nếu không về sau sẽ không sống yên nơi khác của vô tận thần thư cũng thật tĩnh lặng gần đây không có thế lực lớn khai chiến tiểu thế lực lại có rất nhiều nhưng đối với vô tận thần thư khai chiến giữa tiểu thế lực tiểu hoàng triều quá bình thường giống như sao trên trời quá nhiều không có ai để ý hai người lục linh và tượng linh lung gần đây cũng sống không quá tốt bởi vì các trưởng bối tông môn đều đang đặt áp lực lên hai người còn không ngừng tẩy não hai người hy vọng hai người gia nhập nội môn nữ thánh tông các nàng tỏ vẻ chỉ cần hai người gia nhập nội môn, có thể được tông môn toàn lực bồi dưỡng, trở thành đại đế, thậm chí trở thành thánh hoàng cũng không phải không có hy vọng. Đến lúc đó hai người sẽ trở thành nhân vật tuyệt đỉnh của vô tận thần khư, có thể đứng lên đầu hàng tỷ người, hưởng thụ thăm viếng và kính ngưỡng của chúng sinh đối với các nàng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thậm chí có trưởng lão còn lén nói một câu, nếu các nàng trở thành trưởng lão nữ thánh tông, đến lúc đó lén nuôi dưỡng mấy tiểu công tử cũng sẽ không ai nói gì, chỉ cần không quan minh chính đại cưới chồng là được. Nếu là nữ tử bình thường sợ đã sớm bị các nàng lừa dối. Nhưng tâm tư của Lục Linh và Tượng Linh Lung căn bản không ở đây, ngược lại rất chán ghét đám vu bà này. Các nàng căn bản không có lòng trung thành với vô tận thần khư, trong đầu cả ngày chỉ nghĩ làm sao thoát khỏi nữ thánh tông, làm sao trở về tam trọng thiên, cùng Lục Ly trở về. Lục Linh còn tốt, không có cảm tình gì với nghịch long tộc tượng linh lung lại bất đồng nàng có tình cảm phi thường tốt với người trong gia tộc phi thường trung thành và yêu thượng nhiệt tình tượng gia nàng phi thường nhớ nhung người nhà cũng phi thường lo lắng các nàng cho nên thật khẩn cấp muốn trở về đại quân ma uyên tiếp cận tam trọng thiên nguy cơ nguy ngập tượng linh lung phi thường lo lắng lỡ như các nàng thiên tân vạn khổ trở về tượng gia biến thành phế tích tất cả tam trọng thiên sẽ trở thành nô lệ của ma uyên hình ảnh như vậy Nàng căn bản không dám tưởng tượng, cho nên gần đây nàng phi thường thống khổ, tu luyện cũng thật chăm chỉ. Gia gia, phụ thân, mẫu thân, các tộc nhân, các ngươi nhất định phải kiên trì, các chủ thần vĩ đại, liệt tổ liệt tông nhân tộc Tam Trọng Thiên, mong mọi người nhất định phải phù hộ con dân của Tam Trọng Thiên. Trong một phòng tao nhã lịch sự, tượng Linh Lung quỳ trên mặt đất, cầu nguyện với trời, thành kính như một tín đồ. Sau khi lạy vài cái, tượng Linh Lung mở to mắt, trên mặt lộ vẻ kiên định, nói Cho dù thế nào, ta nhất định phải trở về, cho dù ta chết, ta cũng phải chết trên đường trở về Tam Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên, Tử Dương Đại Lục, Băng Phong Cốc Nơi này vẫn giống năm đó đám người lục ly mới đến, cảnh sắc gần như không có biến hóa gì. Vô số nô lệ sinh hoạt chết lặng, mỗi ngày chỉ đào quặng, uống rượu, ngẫu nhiên có thời gian sẽ đấu mấy trận bạc. Tình thế ngoại giới, Bọn họ hoàn toàn không thèm để ý, cho dù Tam Trọng Thiên bị ma uyên chiếm thì sao? Bọn họ chỉ như đổi chủ, tiếp tục làm nô lệ thôi. Nhưng hôm nay, các nô lệ hơi kinh ngạc, bởi vì hôm nay, quân sĩ của băng phong cốc xuất động rất nhiều. Hơn nữa thông báo cho bọn họ, hôm nay không được nhiễu loạn, nếu không sẽ giết chết tại chỗ. Rất nhiều nô lệ còn bị hạn chế trong doanh trại, không được đi ra. Càng như vậy, các nô lệ lại càng tò mò hôm nay chẳng lẽ có đại nhân vật đến đây một vài nô lệ lặng lẽ tìm hiểu thần niệm quả nhiên phát hiện thống lĩnh lớn nhất băng phong cốc xâm hoành mang một đám người cung kính chờ đợi trong truyền tống trận xem ra có đại nhân vật đến đây vù qua nửa canh giờ truyền tống trận sáng lên sau đó mười mấy người xuất hiện trong truyền tống trận vô số thần niệm lập tức bị áp chế không thể tra xét bên ngoài khi bọn họ nhìn thấy một lão nhân lỗ mũi trâu khí tức của mọi người đều giảm đi nhiều, rất nhiều người đều biết đây là bác trưởng lão của sâm gia, đã đến nơi này vài lần, là đại nhân vật chân chính. Hoa Nhãn tình rất nhiều nam nô lệ đột nhiên sáng lên, tập trung vào một tiểu thư xinh đẹp bị bao vây. Trên người tiểu thư kia có khí tức tự nhiên, giống như đóa hoa nhỏ ngoài băng phong cốc, khiến người ta không nhịn được sinh ra cảm giác thân thiết. Nữ tử này thật xinh đẹp, nhưng không dám kinh nhờn, cảm giác tiểu thư này như bảo vật quý trời cao ban xuống nhân gian, chỉ dám nhìn từ xa, không dám đến gần. Đây là một nữ tử có thể khiến tất cả nam tử sinh ra lòng triều mến, muốn dùng hết sinh mệnh che chở, cảm giác như là muội muội của mình, nữ nhân của mình, không ai có ý niệm không tôn kính trong đầu. Hai người kia, không phải. Một nô lệ đột nhiên kinh hô, rất nhiều nô lệ tỏa ra thần niệm tra xét, phát hiện hai gương mặt xem như quen thuộc, có vài lão nhân trí nhớ không tồi rất nhanh nhớ ra. Hai người trẻ tuổi sau lưng nữ tử này từng lao dịch ở băng phong cốc, còn náo ra chuyện lớn, không ngờ bọn họ lại có thể trở về. Còn là trở về với trưởng lão xâm gia. Đúng vậy, hai người kia, một tên là Tần Chiến, một tên là Cam Lâm, là hai người năm đó gây sự cùng với lục sát thần. Một lão nhân thì thào, gần đó cũng có không ít lão nhân, tuy sự tình đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng ký ức của bọn họ vẫn còn mới mẻ. Dù sao, là người dám giết hồn thiên huyết ưng tộc, cuối cùng còn thành công chạy đi, bọn họ làm sao không nhớ rõ. Phong thủy luân chuyển mà, bọn họ đã trở lại. Năm đó sâm gia từng đuổi giết bọn họ. Giờ lại đến với trưởng lão của sâm gia. Tiểu thư kia là thân phận gì? Tuổi trẻ như thế lại đạt lĩnh chủ cảnh, xem ra là tiểu thư siêu cấp giàu có. Lĩnh chủ tuổi trẻ như thế đến đây, trưởng lão sâm gia cũng đi là đương nhiên cũng không biết tiểu thư này đến đây làm gì. Chẳng lẽ giúp Tần Chiến và Cam Lâm trút giận. Trong băng phong cốc có rất nhiều lão nhân, thực lực của những người này không xong, đã ở đây ngây ngốc mấy ngàn mấy vạn năm, có lẽ cả đời sẽ chết già trong băng phong cốc. Chuyện năm đó xảy ra, rất nhiều người đều nhớ rõ, cũng nhận ra Tần Chiến và Cam Lâm, tự nhiên khắp nơi trở nên oanh động. Bọn họ đều mơ hồ nghe nói, giống như sau khi lục sát thần kia chạy thoát, bị hồn thiên huyết ung tộc bắt được, lại đào tẩu nữa hiện tại giống như trở thành đại nhân vật dũng tiểu thư nếu không chúng ta đi vào nghỉ ngơi trước có lẽ còn cần ít thời gian nữa bác trưởng lão sâm gia cười lấy lòng với nữ tử xinh đẹp hắn không có biện pháp không lấy lòng dù sao năm đó sâm gia từng đuổi giết lục ly và tầng chiến cam lâm hiện tại lục ly danh chấn thiên hạ tầng chiến cam lâm gia nhập dưỡng gia dưỡng gia hiện tại đã trở nên phi thường cường đại nếu muốn gây sự với sâm gia vậy xem như sâm gia gặp phải tai họa diệt tộc. Không cần, ở ngay đây đi. Nữ tử xinh đẹp được gọi là Dũng Tiểu Thư là Dũng Thanh Ti, nàng thản nhiên nói, sau đó an tĩnh đứng đợi bên cạnh truyền tống trận. Hai người tần chiến, Cam Lâm đi theo phía sau Dũng Thanh Ti, hai người hơi kích động. Bởi vì cách nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cục có thể nhìn thấy người thân và tộc nhân của mình. Đúng vậy. Dũng Thanh Ti đang nghe truyện trên TV Audio CV và tần chiến, Cam Lâm có thể đi vào nơi này, kỳ thật là đến đón người, đón người đến từ nhị trọng thiên. Nếu không bọn họ không có việc gì đến nơi nối thông hai đại lục này làm gì? Cũng không phải tần gia, dưỡng gia dời tộc đến tam trọng thiên mà là rất nhiều lục gia di chuyển đến tam trọng thiên. Đây là mệnh lệnh thiên tàng lão nhân tự mình hạ lệnh, an bài, lúc trước dưỡng gia cũng có người đi nhị trọng thiên liên hệ, lục gia đồng ý. Đây không phải ý của thiên tàng lão nhân, Kỳ thật là luân hồi đại đế âm thầm truyền mệnh lệnh lại đây, muốn đối xử tử tế với tộc nhân của anh hùng dân tộc, hơn nữa mấy đại đế này còn ban một ít tài nguyên, để dưỡng gia thay bọn hắn chiếu cố. Anh hùng, kỳ thật có ý tứ của anh liệt. Chiếu cố lục gia, càng giống như chiếu cố gia quyến của anh liệt đã chết. Đối với Phú Hào, lấy ra ít tài nguyên, cũng đủ lục ly bay thẳng lên trời, dù sao lục gia nhỏ bé đến đáng thương. Không chỉ có lục ly. Mười người đi ma cuộc, bọn người đông giả ưng, tượng linh lung, lục linh cũng trở thành anh hùng, các nàng đều thành công nổ tung tế đàn, tranh thủ thời gian cho tam trọng thiên. Trong 10 người có 5 người vĩnh viễn chết trận, chuyện này đã xác định. bốn người còn lại đã mất tích, nhiều năm như vậy vẫn không tìm được bọn họ, cũng không có tin tức gì. Căn cứ vào thám báo hồi báo, năm người còn lại rất có thể bị tế đàn phản vệ, truyền tống đi ma uyên. Không còn ở cùng một thế giới, cho nên sinh tử của bọn họ không còn liên hệ với Ngọc Phù bản mạng, sinh tử của năm người tự nhiên không thể phán đoán. Nhưng tất cả mọi người bao gồm phụ mẫu của tượng Linh Lung, dân chúng nghịch Long Tộc và Đông Giả Tộc đều cho rằng bốn người này hữu tử vô sinh. Bị hút vào Ma Uyên, đừng nói chút chiến lực ấy của năm người, cho dù năm đại đế đi vào chỉ có thể hữu tử vô sinh. Cho nên tuy năm người không xác định tử vong, nhưng đều được cho rằng là anh dũng chết trận. Luân hồi đại đế và một đám đại đế đều đặt phong hào cho bọn họ. Phong hào của Lục Ly là Dũng Nghị Tướng Quân. Chuyện tích của 10 người này truyền bá khắp nơi, được thế nhân kính ngưỡng, đều trở thành anh hùng. Đây cũng xem như đám người luân hồi đại đế tuyên truyền toàn bộ mọi người tử chiến đến cùng, ủng hộ càng nhiều cường giả và quân sĩ chống lại đại quân Ma Uyên. Dưỡng Thanh Ti mang theo hai trưởng lão dưỡng gia và đám người tần chiến cam lâm, hôm nay tự mình đến băng phong cốc, chính vì nên đón gia quyến của dũng nghị tướng quân hơn nữa mang các nàng trở về lẫm đông đại lục ban cho lục gia một vùng địa bàn cho rất nhiều tài nguyên giúp đỡ lục gia phát triển lớn mạnh đi cùng lục gia tiến vào còn có một bộ phận người của tần gia và một bộ phận người của cam gia tần chiến và cam lâm bởi vì quan hệ với lục ly hiện tại sống ở dũng gia không tồi hai người được dũng gia bồi dưỡng chiến lực cũng tiêu thăng hai người đều đột phá ngũ kiếp cho nên dưỡng gia cùng tần gia đều phái một bộ phận đệ tử trẻ tuổi đi theo hai người, chuẩn bị ở tam trọng thiên xây dựng tần gia và cam gia mới. Có lẽ trải qua mấy trăm mấy ngàn năm, tần gia và cam gia nơi này sẽ biến thành đại gia tộc, đương nhiên đây chỉ đối với đại gia tộc của nhị trọng thiên. Vù Đợi 3 giờ, truyền tống trận rốt cục sáng lên, khuôn mặt dưỡng thanh ti trở nên phức tạp. Đợi lát nữa, thân nhân và thê tử của Lục Ly, nàng phải giải thích thế nào với các nàng? truyền tống trận thật lớn sáng lên thật lâu, cho thấy truyền tống lần này đến từ một nơi rất xa, hơn nửa người truyền tống đến cũng rất nhiều. Ước chừng đợi nửa canh giờ, một đám người trong truyền tống trận hiện lên, lần này ước chừng truyền tống đến đây hơn 100 người. Thực lực phổ biến cũng không quá mạnh, cho nên sắc mặt rất nhiều người đều hơi khó coi, đều cố nhịn không nôn mửa. Lục nhân hoàng đến đây, trưởng lão chấp pháp và lục chính dương không đến mà lựa chọn ở thiên ma đảo nhị trọng thiên bảo hộ gia tộc trưởng lão chấp pháp đã già rồi, lục chính dương cũng cảm giác cảnh giới không thể tăng lên, cho nên bọn họ cũng không muốn đến nơi cao hơn. Lục gia ở thiên ma đảo đã hình thành tiếng tâm của mình, có đại ma vương ở đây, không ai dám trêu chọc lục gia. Lục gia có một động tiên, còn có rất nhiều tài nguyên, phát triển rất nhanh. Cho nên gia tộc quyết định, lần này trưởng lão chấp pháp và lục chính dương ở lại thiên ma đảo, lục nhân hoàng mang đội đi tam trọng thiên phát triển. Mấy thê thiếp của Lục Ly đều đến đây, còn có rất nhiều tinh anh trẻ tuổi của Lục Gia. Cộng thêm một vài người của Tần Gia và Cam Gia, nhân số đạt đến 150 người. Sắc mặt đám người Khương Kỷ Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương, Bàn Nhược, Trì Hy Nhi đều rất khó coi. Cảnh giới của đám người này cũng không cao, cao nhất ngược lại là Bàn Nhược, đạt tới tam kiếp đỉnh phong. Bạch Thu Tuyết, Khương Kỷ Linh chỉ là tam kiếp, Trì Nhi Nhi, Bạch Hạ Sương chỉ là nhị kiếp đỉnh phong, lục nhân hoàng vẫn chưa cưới vợ một lòng ở trên võ đạo cảnh giới ngược lại không tồi đạt đến tam kiếp đỉnh phong đương nhiên đây hết thảy đều do đại ma vương bồi dưỡng nếu không chỉ trông cậy vào các nàng có thể tu luyện đến nhị kiếp đỉnh phong đã đáng quý rồi sau khi một đám người đi ra nhìn quét xung quanh rất nhanh trong mắt các nàng đều là vẻ thất vọng bởi vì các nàng không nhìn thấy gương mặt quen thuộc của lục ly chỉ là tần chiến và cam lâm có chút ấn tượng đồng dạng dưỡng thanh ti các nàng lúc trước cũng chưa từng gặp. Phủ ma không đến, nhị thúc cam lâm mang đội, tần gia do tam gia gia của tần chiến mang đội, phụ thân của tần chiến ở bên trong. tiểu tử ngoan, nhị thúc cam lâm vỗ mạnh bả vai cam lâm, ôm một cái thật chặt. tam gia gia và phụ thân của tần chiến cũng vui mừng gật đầu với tần chiến. có vài người đồng lứa của tần gia cam gia dùng ánh mắt sùng bái nhìn hai người. nếu không phải nơi này rất nhiều đại nhân vật. Bọn họ đã sớm tiến đến bao vây. Tại Hạ Dưỡng Thanh Ti. Dưỡng Thanh Ti cúi đầu hành lễ, sau khi cúi đầu với Lục Nhân Hoàng, nói: "Ta là bạn của Lục Ly, ở đây cung nghênh Nhân Hoàng thúc thúc và chư vị tỷ tỷ, còn có trưởng bối huynh đệ tỷ muội của Tần gia Cam gia. Hoan nghênh các ngươi đi vào Tam Trọng Thiên." Lục Nhân Hoàng là đầu lĩnh của một đám người, hắn đáp lễ nói: "Cảm tạ Dưỡng tiểu thư, cảm tạ chư vị đại nhân đến nghênh đón, cái kia Lục Ly đâu rồi? Lục Nhân Hoàng thật nóng vội, cũng hỏi vấn đề đám người Khương Kỷ Linh muốn hỏi. Lúc trước sứ giả của Dũng Gia cũng không nói gì, chỉ nói đi Tam Trọng Thiên sẽ biết. Trong lòng mọi người kỳ thật đều có dự cảm bất hảo, giờ đây Lục Nhân Hoàng mới cấp bách hỏi như vậy. Nhân Hoàng thúc thúc, nơi này không phải nơi nói chuyện. Chúng ta đi vào trong tòa thành trước, để mọi người nghỉ ngơi đàng hoàng. Dũng Thanh Ti không nhiều lời, nhiều tai mắt ở đây, có một số việc không tiện nói. Nàng đang do dự có nên nói tình hình thực tế hay không. Là ta thất lễ. Nội Tâm Lục Nhân Hoàng trầm xuống, áp chế lo lắng của Nội Tâm, phối hợp người xâm gia an trí mọi người trong tòa thành. Chờ an trí xong rồi, Lục Nhân Hoàng, Khương Kỷ Linh, Bạch Thu Tuyết, bà Nhược khẩn cấp tìm Dưỡng Thanh Ti, Tần Chiến, Cam Lâm, hỏi tình huống của Lục Ly. Dưỡng Thanh Ti nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói tình hình thực tế dù sao việc này đã truyền bá khắp nơi muốn giấu diếm là không có khả năng lục nhân hoàng đi đến dưỡng gia cũng sẽ rất nhanh tìm hiểu được tin tức ba người dưỡng thanh ti và tần chiến nói rõ hết mọi chuyện của lục ly cho ba người đến ước chừng nói một giờ cuối cùng dưỡng thanh ti nói nhân hoàng thúc giục kỷ linh thu tuyết bàn nhược các ngươi không cần quá lo lắng lục ly các nhân thiên tướng hắn sẽ bình an trở về điểm này ta không hề nghi ngờ Bàn nhược đột nhiên mở miệng nói. Ta có cảm giác rất mạnh, lục ly còn sống, tuyệt đối còn sống. Nhãn tình Khương Kỷ Linh và Bạch Thu Tuyết sáng lên, dưỡng thanh ti hơi kinh ngạc, hỏi. Bàn nhược, vì sao ngươi xác thật như vậy? Bởi vì ta là linh thể thiên địa. Bàn nhược thật khẳng định nói. Ta có một loại liên hệ tự nhiên với phu quân, loại liên hệ này vẫn không đứt đoạn, cho nên ta kết luận hắn vẫn còn sống. Hả? một đám người đều trở nên kích động lục ly đã mất tích nhiều năm như vậy nếu còn sống vậy có khả năng vẫn luôn còn sống lục ly bị suy đoán cùng nghịch long linh tượng linh lung đông giả ưng bị hút vào ma uyên nhiều người ở trong ma uyên như vậy nếu bây giờ còn sống vậy nói rõ các nàng khẳng định tìm được biện pháp tránh né điều tra của quân sĩ ma uyên được tần chiến và cam lâm đều thật vui mừng tần chiến đi qua đi lại trong đại điện hưng phấn giống đứa nhỏ nội tâm của lục nhân hoàng cũng an tâm ít nhất biết được hành tung của lục ly cũng biết hắn còn có hy vọng có thể trở về được rồi đừng nghĩ nhiều nữa lục nhân hoàng vung bàn tay to lên nói ta nghĩ con của ta nhất định có thể trở về hắn sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích rồi lần này khẳng định cũng sẽ không làm cho chúng ta thất vọng chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa cố gắng tu luyện để gia tộc phát triển lớn mạnh chờ đợi hắn trở về Đúng vậy." Lục Nhân Hoàng nghĩ nghĩ, nói: "Ta nghe sứ giả các ngươi nói, Tam Trọng Thiên hiện tại đang gặp xâm lấn của ma uyên, Lẫm Đông Đại Lục đang chiến đấu kịch liệt, hiện tại tình huống ra sao rồi?" "Trên cơ bản đều đã ổn định." Dưỡng Thanh Ti giải thích. "Lục Ly bọn họ phá hủy tế đàn, ma uyên không có tài liệu, trong thời gian ngắn không thể gọi về ma tổ, chỉ có thể truyền tống quân sĩ và cường giả bình thường lại đây." phía Tam Trọng Thiên có rất nhiều cao nhân lánh đời ra mặt. Hiện tại, chiến cuộc phía Bắc và phía Nam đã ổn định rất nhiều, quân sĩ Ma Uyên rất nhiều đều bị áp chế trong phạm vi nhất định. Dưỡng Thanh Ti nghĩ nghĩ, bổ sung. Nhân Hoàng Thúc Thúc yên tâm, các ngươi trước đi đến dưỡng gia chúng ta. Chúng ta đã an trí cho các ngươi vị trí tốt lắm. Rất nhiều phú hào đưa đến rất nhiều tài nguyên bảo vật cho các ngươi phát triển. Nếu tình huống lẫm đông đại lục có biến hóa, chúng ta sẽ trước tiên cất giấu các ngươi. Các ngươi có thể đi bí cảnh, cũng có thể đi đại lục an toàn còn lại. Lục Ly hiện tại là dũng nghị tướng quân được mấy chục đại đế cùng nhau hạ lệnh sắc phong, không ai dám sàng bậy với các ngươi. Dự đoán của huyết sát hoàng hoàn toàn chính xác, thế giới ngoài tứ trọng thiên đã sụp đổ, vô số cường giả tiến vào tam trọng thiên, tạo thành phồn vinh chưa từng có của tam trọng thiên. Tuy trận chiến năm đó, tam trọng thiên tổn thất nghiêm trọng, vô số thánh hoàng chết đi trong nội tình tam trọng thiên vẫn còn, cường giả lánh đời cấp bậc như luân hồi đại đế còn không ít. Mấy năm nay liên tục xuất hiện 13 cường giả lánh đời, thế cục của Bắc Nguyên Đại Lục và Lẫm Đông Đại Lục đều đã ổn định. Nhân tộc đang bắt đầu phản công, thanh trừ toàn diện quân sĩ Ma Uyên, hoặc chạy về Ma Uyên. Đương nhiên, Ma Uyên không ngừng có quân sĩ và cường giả lại đây, muốn hoàn toàn thanh trừ trấn áp cần nhiều thời gian. Đây là trận chiến đấu gian khổ lâu dài ai cũng không biết khi nào chấm dứt. Có lẽ cần 10 năm, cũng hoặc là cần trăm năm, thậm chí vạn năm cũng không chừng. Đối kháng của hai đại chủng tộc siêu cấp, bất luận là ai bao gồm đại đế đều cảm giác lực lượng của mình cực kỳ nhỏ bé, phát triển tương lai sẽ biến thành thế nào? Là nhân tộc thắng lợi hay vẫn là tam trọng thiên hoàn toàn trầm luân, nhân tộc biến thành nô lệ? Trong lòng tất cả cường giả đều không có chắc chắn, chỉ có thể giao cho ông trời quyết định. Một chiến thuyền thật lớn phá không rời đi, người của sâm gia rốt cuộc rút được gánh nặng. Dưỡng gia không gây sự với bọn họ, Tần Chiến và Cam Lâm cũng không so đo ân oán năm đó. Dưỡng Thanh Ti mang đám người lục nhân hoàng đón đi, người của sâm gia thả lỏng tâm tình. Đám người lục nhân hoàng là cưỡi chiến thuyền đi. Chiến thuyền này là một chiến thuyền siêu cấp dưỡng gia cung cấp, tốc độ rất nhanh. Đương nhiên không thể so sánh với truyền tống hay mở ra vực môn. Nhưng không còn cách nào, lần này võ giả nhị kiếp đến quá nhiều, Mở ra vực môn cũng đừng suy nghĩ, linh hồn rất nhiều người đều không chịu nổi. Mặc dù truyền tống rất nhanh, nhưng sau khi truyền tống mấy chục lần sẽ cần nghỉ ngơi thật lâu. Như vậy, không kém hơn cưỡi chiến thuyền bao nhiêu. Còn có nhiều người truyền tống như vậy, thần thạch hao phí sẽ rất nhiều. Tuy công khai nói nơi này là người nhà của Dũng Nghị tướng quân, không có thế lực nào dám thu thần thạch, nhưng một đám người nhường bước như vậy quá cực khổ. Dũng Thanh Ti mang theo rất nhiều thần dược thần tài còn có một ít bảo vật phụ trợ tu luyện. Tốc độ của chiến thuyền này cũng tương đối, nhiều nhất 3-4 năm có thể đến chỗ dưỡng gia. Cho nên mọi người ở trên chiến thuyền tu luyện vài năm là được rồi. An toàn dọc đường đi cũng không cần lo lắng, dưỡng thanh ti đột phá lĩnh chủ cảnh, cộng thêm một kiện đế binh dưỡng gia ban cho nàng, chiến lực thật bưu hãn. Dưỡng gia lần này phái đến hai trưởng lão lục kiếp, đủ cam đoan không thế lực bình thường nào dám trêu chọc bọn họ. Nếu là thế lực lớn, báo nổi danh hào, ai lại dám nắc tội đám đại đế, đến công kích người nhà của Lục Ly. Cho dù Phượng Hậu Dương Đế có thù oán với Lục Ly cũng không dám làm vậy. Cũng không có ý nghĩa gì. Tuy nội tâm đám người Lục Nhân Hoàng, Khương Kỷ Linh, Bạch Thu Tuyết đều lo lắng, nhưng cảm xúc xem như yên ổn, sau khi chiến thuyền phi hành vài ngày, tất cả mọi người đều tự bế quan. Chỉ có nhóm đệ tử trẻ tuổi đều hưng phấn bừng bừng, kích động vạn phần, đứng trên sàn tàu nhìn cảnh tượng bốn phía thảo luận phát triển tương lai đều khát khao lớn mạnh ở tam trọng thiên trở thành người trên người danh dương thiên hạ áo gấm trở về chiến cuộc của tam trọng thiên vẫn đang giằng co ma uyên tạm thời ngừng khuếch trương nhân tộc phản công vài lần tuy đánh chết không ít quân sĩ ma uyên bên này cũng thương vong thảm trọng cho nên hai bên đều hành quân lặng lẽ nghỉ ngơi lấy sức nhưng được rất nhiều đại gia tộc cung cấp tài nguyên cao nhất vô số võ giả tăng cường chiến lược thật mau bắc nguyên đại lục và lẫm đông đại lục tụ tập mấy ngàn võ giả cấp thấp những người này không phải không có thiên phú không phải tu luyện không đủ khắc khổ chỉ là thiếu khuyết tài nguyên và cơ hội hiện tại các đại gia tộc không ngừng cung cấp đan dược thần dược bảo địa cao nhất khiến thần lực linh hồn thân thể bọn họ tăng tốc nhanh chóng cũng khiến bọn họ rất nhanh tìm hiểu chân ý trong các đại bảo địa như vậy chiến lược của bọn họ tăng lên phi thường khủng bố về lý luận gia tộc siêu cấp có năng lực không ngừng xuất hiện võ giả tứ kiếp chỉ cần thiên tư không kém bằng vào tài nguyên của bọn họ có thể trong thời gian ngắn tạo ra lượng lớn võ giả tứ kiếp ngũ kiếp thì tương đối khó khăn còn cần thời gian các đại gia tộc không phải không muốn đào tạo cường giả ngũ kiếp một đám võ giả sau khi tăng lên tới tứ kiếp đều lao ra dự bị chiến trường chuẩn bị kế hoạch phản công tiếp theo tuy song phương hành quân lặng lẽ nhưng chiến đấu quy mô nhỏ vẫn không ngừng song phương kỳ thật đều đang ma luyện quân sĩ cấp thấp của bọn họ để quen thuộc hình thức chiến đấu của đối phương. Hai đại chiến trường, mỗi ngày đều đổ máu. Mỗi ngày đều có ngàn vạn người chết đi, biến thành một đám tên tuổi khắc lên bia anh linh. Vì thế ma uyên ồn ào, không chiếm tam trọng thiên quyết không bỏ cuộc. Nhân tộc vì sinh tồn và tôn nghiêm mà chiến đấu, cũng không còn đường thối lui. Song phương trừ phi cường giả một phương chết gần hết, quân sĩ hao tổn hơn phân nửa, nếu không, chiến đấu này vĩnh viễn không khả năng dừng lại. Nhân tộc bên này, các đại cường giả đều thống nhất tư tưởng, cho dù đánh cường giả cuối cùng, 100 vạn quân đội cuối cùng, bọn họ cũng tuyệt không nhận thua. Đây là trận chiến sinh tồn, đây là trận chiến của chủng tộc. Tình huống của Tam Trọng Thiên, đám người Lục Ly không thể hiểu hết. Lục Ly vẫn bế quan trong thiên đế kiếm trận, thời gian tu luyện bên trong trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là một năm rưỡi trôi qua. Lục Ly không bế quan, vẫn luôn bế quan, đã hơn một năm, hắn thậm chí chưa từng di động thân mình. Mệt mỏi sẽ ngủ tiếp đi, tỉnh lại tiếp tục bế quan. Tìm hiểu một năm rưỡi, đại đạo Chi Ngân có tiến triển nho nhỏ, cho nên hắn phi thường hưng phấn. Giờ đây hắn đã không quản được thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm, một lòng thầm nghĩ để phát triển nho nhỏ này sẽ biến thành tăng vọt thật lớn. Ngoại giới cũng không có chuyện lớn phát sinh, đáng nói duy nhất là một tháng trước, nữ thánh tông phát thông cáo chuẩn bị tổ chức một trận luận đạo ở ngay hoa dương phong của nữ thánh tông nữ thánh tông phát lời mời với tất cả thế lực mời thanh niên tuấn ngạn trẻ tuổi sau ba năm tề tụ ở ngọc nữ phong bàn luận võ đạo cùng nhau cùng nhau tiến bộ lần này bọn họ còn mời thế lực lớn cùng nhau liên hợp công bố thanh vân bản ý tứ thật rõ ràng muốn lần nữa khảo hạch chiến lực người trẻ tuổi lần nữa công bố thanh vân bản mới thông cáo này tạo ra oanh động thật lớn ở vô tận thần cư. Vô số thanh niên tuấn ngạn của thế lực lớn lập tức hưởng ứng, một vài thế lực xác minh 3 năm sau sẽ phái đệ tử đến tham gia. Gần một tháng, trong 18 thế lực lớn đã có 13 thế lực hưởng ứng. năm thế lực còn lại bao gồm thiên đế tông đều không hưởng ứng. Đây không khỏi khiến nhiều người tiếc nuối. Đệ tử cao nhất của thiên đế tông không tham gia, luận võ này xem như không có hấp dẫn gì, cũng vô pháp chuẩn xác chế định thanh vân bản mới. Nhưng giữa vô số thế lực không thu được thư mời, đều chủ yếu yêu cầu tham gia, nữ thánh tông sau khi tuyển chọn, đồng ý hơn trăm thế lực tham gia. Còn có vài con cháu lão ma cũng thông qua con đường yêu cầu tham gia, đại đa số đều là người trẻ tuổi, bọn họ khát vọng có cơ hội thể hiện, cũng muốn thành danh giữa thiên hạ. Quan trọng hơn là, hoa dương luận đạo lần này do nữ thánh tông tổ chức chính, kỳ thật rất nhiều người xưng luận đạo này là Thanh lâu tuyển khôi. Cũng chính là so sánh nữ thánh tông như Thanh lâu, sau đó một đám công tử phú hào tề tụ đến nữ thánh tông, chọn lựa hoa khôi các nàng giới thiệu. Công tử ai xuất sắc hơn, bối cảnh thâm sâu hơn, các nàng sẽ gả nữ tử xuất sắc của mình cho hắn, tiện đà liên hôn với thế lực này. Nghe nói nữ thánh tông lần này chuẩn bị công bố 35 nữ đệ tử ưu tú nhất liên hôn. Mỗi người đều tướng mạo thiên tiên, bế nguyệt tu hoa, nhưng đều không phải bình hoa, khí chất cao quý thực lực phi phàm. Cường giả thanh niên cả vô tận thần khư đều tụ hội ở đây luận võ, nếu thắng, không chỉ có thể danh dương thiên hạ, còn có thể ôm mỹ nhân về nhà. Hơn nữa tạo quan hệ với nữ thánh tông, khiến địa vị của mình ở gia tộc sẽ càng cao. Chuyện tốt như vậy, bọn công tử tự cho thanh cao sao có thể không tham gia. Con cháu của lão ma và công tử gia tộc trung cấp đều nghĩ đủ biện pháp tham gia lần luận đạo này, cũng rất dễ lý giải. Cùng lúc đó, Lục Linh và Tượng Linh Lung cũng nhận được thông cáo cuối cùng của Tông Môn. Nếu trước Hoa Dương Luận Đạo vẫn không gia nhập nội môn, các nàng sẽ trở thành đối tượng liên hôn. Nếu không chịu gả đi, vậy thực xin lỗi, nữ thánh cổ trong cơ thể các nàng sẽ gặm cắn thân thể các nàng thành xương trắng. Nữ thánh cổ Được xưng là cổ đệ nhất vô tận thần khư, cả vô tận thần khư chỉ có nữ thánh tông có thể phá giải. Đương nhiên có lẽ còn có ít thánh hoàng cường đại cũng có thể phá giải. Nhưng những thánh hoàng này làm sao giúp đệ tử nữ thánh tông? Vô duyên vô cớ đắc tội nữ thánh tông làm gì? Thời điểm nữ thánh tông hạ cổ chỉ có một con, nhưng nó rất nhanh phân chia, biến thành mấy vạn con, ẩn nút trong cốt tủy của võ giả. Lực phòng ngự của cổ này rất cường đại, không thể chấn sát. Cho dù là chuẩn đế cũng không thể chấn sát. Nghĩ muốn bước ra cũng không thể, dùng độc độc chết càng không thể. Những cổ trùng này giống như dòi trong xương mu bàn chân, đã hợp thành một thể với người bị hạ cổ, bình thường sẽ không phát tác, nhưng một khi cổ chủ hạ lệnh, cho dù người này đạt đến chuẩn đế cũng sẽ bị gặm chết ngay lập tức. Nhưng một khi đột phá đế cấp, nữ thánh cổ sẽ vô dụng. Đế cấp cũng có thể áp chế nữ thánh cổ. Có thể trở thành đế cấp đều là cao tầng của nữ thánh tông, vốn là người đạt ít lợi, phần lớn các nàng đều không muốn rời khỏi nữ thánh tông, mà muốn tác quy tác quái. Đúng vậy. Chính là tác quy tác quái, bởi vì bị áp lực nhiều năm như vậy bị tẩy não nhiều năm như vậy tâm linh các nàng đã sớm vặn vẹo thời đại khờ dại trước đây đã sớm không còn chỉ còn lại đầy tư tưởng nữ quyền trong đầu óc thầm nghĩ trả thù nam nhân vô sĩ cả thế giới cũng có vài người sau khi đạt đế cấp giải trừ được nữ thánh cổ muốn rời khỏi nhưng đến lúc đó các nàng sẽ phát hiện gia tộc các nàng đã sớm hòa hợp một thể với nữ thánh tông cộng thêm phía trên có áp chế của thánh hoàng các nàng đã không thể thoát khỏi nữ thánh tông. Đương nhiên, trên lịch sử cũng không phải không có người thoát ly nữ thánh tông, nhưng cuối cùng đều bị vô tình đánh chết. Nữ thánh tông nhiều năm qua, vẫn sẽ có hai ba thánh hoàng tồn tại, dám phản bội nữ thánh tông, chỉ có chết. Đệ tử nội môn là trụ cột của nữ thánh tông, là lực lượng trung tâm nhất. Đệ tử ngoại môn còn lại, dùng các nàng lôi kéo lực lượng thế lực lớn. Liên hôn qua từng thế hệ, cộng thêm kết hợp các loại lợi ích, khiến những thế lực này buộc chặt với nữ thánh tông, vinh quang cùng vinh quang, tổn hại cùng tổn hại. Mục tiêu của nữ thánh tông là liên hợp tất cả thế lực lớn, sau đó giết thiên đế tông, cuối cùng trở thành chúa tể vô tận thần khư. Đây là nguyện vọng truyền từ thế hệ này đến thế hệ kia của nữ thánh tông, cũng là động lực khiến đám lão yêu bà biến thái không ngừng phấn đấu. Đệ tử ngoại môn không nghe theo an bài của tông phái, kết cục chỉ có chết, không có ngoài ý muốn gì. Sau khi nghe theo an bài, sau khi kết hôn trăm năm, tông môn sẽ giải trừ nữ thánh cổ, người mới xem như được tự do chân chính. Chỉ là sau trăm năm, nếu động tác mau, có lẽ đã là con cháu đầy nhà, người đã sớm hòa thành một thể với gia tộc. Cho dù ngươi được tự do, vậy đây thật là tự do sao? Hơn nữa gia tộc này cũng bị buộc chặt với nữ thánh tông, cho nên cho dù được giải trừ nữ thánh cổ, ngươi sẽ bị ai phát hiện, cả đời này của ngươi đều không thoát khỏi bàn tay của nữ thánh tông. Đây là thủ đoạn của nữ thánh tông, loại thủ đoạn này kỳ thật không phải bí mật ở vô tận thần thư. Nhưng vẫn có vô số công tử và gia tộc lấy việc cưới đệ tử nữ thánh tông là vinh quang. Đệ tử nữ thánh tông sẽ được dạy dỗ đủ phương diện, thực lực, khí chất, dáng vẻ, thậm chí kỹ năng khuê phòng. Đệ tử nữ thánh tông vốn đã có ảnh hưởng của tông môn siêu cấp, nữ đệ tử có gã đi đều là nữ thần hoàng mỹ, đều là thiên chi kiêu nữ, là gia nhân lý tưởng nhất trong lòng đám nam nhân ông mỹ nhân về nhà nữ thánh tông cũng sẽ tiếp nhận thế lực này hơn nữa giúp đỡ tương đối tỷ như âm thầm phái cường giả giúp ngươi tranh địa bàn giống như hàng năm gia tộc các ngươi có thể phái đám tin anh tiến vào bảo địa tuyệt thế của nữ thánh tông tu luyện tỷ như thần dược quý hiếm của các nàng cũng có thể bán cho các ngươi nửa giá đủ chuyện tốt một khi đáp ứng nữ thánh tông gia tộc trung cấp sẽ có thể trở thành đại gia tộc trong mấy trăm năm đại gia tộc sẽ cao lên một bậc trong mấy trăm năm phú hào siêu cấp cũng sẽ được cung cố thêm địa vị. Đối với tất cả gia tộc và tông môn, ích lợi cao hơn hết thảy, gia tộc phát triển lớn mạnh cao hơn hết thảy. Cho dù biết rõ nữ thánh tông không có lòng tốt, nhưng bọn họ nguyện nuốt cái bánh ngọt có độc dược chậm phát tác này. Cao tầng nữ thánh tông vì xưng bá vô tận thần khư, từng thế hệ như tre và măng mọc, trong mắt cao tầng, tất cả nữ đệ tử đều là vật phẩm có thể hy sinh. Các nàng đào tạo nhiều nữ đệ tử như vậy, thậm chí không tiếc đi một vài tiểu gia tộc đoạt lấy nữ tử tư chất tốt không phải vì phát triển của tông môn sao chỉ có thể làm cho tông môn xưng bá vô tận thần cư các nàng nguyện ý hy sinh hết thảy lục linh và tượng linh lung cũng sắp trở thành vật hy sinh như vậy rất nhiều trưởng lão tông môn thậm chí tông chủ đều tự mình truyền lời nếu hai người không định gia nhập nội môn tông môn chuẩn bị buông tha hai người hoa dương luận đạo ba năm sau hai người nếu vẫn không nguyện ý gia nhập nội môn vậy chỉ có thể trở thành công cụ liên hôn nếu vẫn không muốn các nàng không có lựa chọn khác chỉ có thể chấm dứt sinh mạng hai người lục linh và tượng linh lung rất rõ ràng vận mệnh của hai người nhưng hai người có thể làm gì bây giờ hai người ngoài cố gắng tu luyện không có biện pháp gì có thể nghĩ ra lục linh xem như người tài trí hơn người giờ đây cũng không có biện pháp gì nữ thánh cổ này không ai có thể giải trừ nàng giống như bó tay. Ở đây không có bất luận kẻ nào có thể trông cậy, nữ thánh tông quá mạnh mẽ, ngoài thiên đế tông, không có tông môn nào có thể chống lại nữ thánh tông. Cho dù là thiên đế tông cũng sẽ không vô duyên vô cớ khai chiến với nữ thánh tông. Dù sao một khi khai chiến, khẳng định là cục diện lưỡng bại câu thương. Thiên đế tông có thể mất đi thực lực và địa vị đệ nhất thiên hạ. Trông cậy vào lục ly. Đó lại càng mơ mộng hảo huyền. Tuy lục ly gần đây thật nổi tiếng Nhưng thực lực cũng chỉ mạnh như vậy Không nói gì Nữ thánh tông chỉ cần tùy tiện phái ra một trưởng lão Đều có thể bóp chết lục ly Lục ly đã bái nhuế đế làm sư phụ Nhưng cho dù nhuế đế ra mặt Nữ thánh tông cũng sẽ không nể mặt Trừ phi lục ly bái tông chủ thiên đế tông làm sư phụ Như vậy còn có chút mặt mũi Hai người không biết làm sao Chỉ có thể bế quan khổ tu ba năm rồi nói sao Thật sự không được, hai người cũng chỉ có thể chết. Cho dù chết, hai người cũng sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Thời gian lại trôi qua ba tháng, 18 tông phái lớn lại có hai tông môn quyết định tham gia hoa dương luận đạo, chỉ còn lại ba tông môn không tỏ vẻ gì. Thời gian trôi qua lâu như vậy, ba đại tông phái kia hẳn đã muốn tự tuyệt. Thiên đế tông là một trong những tông phái trong đó. Chuyện này không khỏi khiến rất nhiều người thất vọng, không có đệ tử đỉnh cấp của thiên đế tông tham dự quyền uy và quy cách của hoa dương luận đạo này lập tức giảm mạnh. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Thiên đế tông cũng không cần chứng minh cái gì, bọn họ vẫn luôn xem thường nữ thánh tông, lại càng sẽ không để đệ tử nữ thánh tông xâm nhập thiên đế tông. Ba tháng, lại có vô số gia tộc trung cấp nghĩ cách gia nhập, nữ thánh tông ba ngày trước lại tuyên bố hơn trăm thế lực tông môn hay thanh niên ưu tú trúng cử. Hoa dương luận đạo trở nên đông vui chưa từng có hơn hai năm đối với nhiều võ giả thật ngắn khi tu luyện chỉ trong chớp mắt nhưng rất nhiều võ giả trẻ tuổi tham chiến trong lòng lại cảm giác thời gian trôi qua thật lâu thiên đế tông đích xác chưa từng nghĩ tham gia hoa dương luận đạo tuy đám người cổ kiếm rất muốn tham gia dù sao đây là cơ hội danh dương thiên hạ thiên đế tông không có chiến sự bọn họ không thể nào thể hiện chính mình đây là cơ hội phi thường tốt không chỉ có thể tranh thủ thanh danh bên ngoài còn có thể được tông môn càng thêm coi trọng chỉ tiếc đây là ý cao tầng của thiên đế tông truyền ra là tuyệt đối không được tham gia. Cho nên đám đệ tử ưu tú này chỉ có thể tụ tập một chỗ cùng nhau cảm khái. Quy củ của thiên đế tông thật nghiêm khắc, không có tông môn cho phép, ai dám trộm đi tham gia. Đến lúc đó, kết cục chờ đợi bọn họ là kết cục trục xuất khỏi sư môn. Lục Ly cứ đứng mãi ở quan thứ 14 thiên đế kiếm trận, hắn đã ngồi xếp bằng 2 năm ở trong nơi hoàn toàn tối đen này. Hắn không có nửa điểm hoảng hốt, cũng không chút cảm giác cô quạng, ngược lại nội tâm phi thường hưng phấn. Hắn quên hết thời gian, quên chính mình đang ở trong thiên đế kiếm trận, toàn tâm toàn lực tìm hiểu đại đạo chi ngân. Đại đạo chi ngân có tiến triển rất lớn. Tìm hiểu đại đạo chi ngân nhiều năm như vậy, trong thiên đế kiếm trận, ở trong hoàn cảnh hắc ám tuyệt đối, hắn ngược lại tiến triển nhanh nhất. Có lẽ lúc tuyệt đối hắc ám thế này, nội tâm hắn có thể hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ bầu không khí nơi này khiến hắn có vài xúc cảm, tóm lại tiến triển phi thường thần tốc. Nhân thể là một đại trận thiên nhiên, 3.000 đại đạo chi ngân phân bố trong đại trận cơ thể người. Đây không phải tùy ý phân bố mà là phù hợp đại trận nhân thể, cũng phù hợp thiên đạo nào đó. 3.000 đại đạo chi ngân này ban đầu chống đỡ bí cảnh hồng mông, cấu thành thế giới kia, là xương sống của thế giới kia. Hiện tại đại đạo chi ngân này ở trong cơ thể ta, có phải hay không cũng có thể chống đỡ một thế giới có phải trong cơ thể ta cũng có thể xem như một thế giới có phải hay không có thể ngưng tạo một thế giới ở trong thân thể ta khi ý niệm này xuất hiện trong đầu lục ly chính hắn cũng bị dọa ở trong cơ thể mình ngưng tạo một thế giới vậy hắn không phải hoàn toàn biến thành quái vật rồi sao nhưng khi hắn có ý tưởng này ba nghìn đại đạo chi ngân lại sáng lên ngay lúc này liên hệ tinh thần giữa lục ly và đại đạo chi ngân càng thêm thâm sâu đại đạo chi ngân giống như càng thêm dung hợp với thân thể hắn điều này khiến lục ly rất phấn chấn chuyện này nói rõ phương hướng hắn tìm hiểu là đúng đắn đại đạo chi ngân có thể càng thêm phù hợp với hắn cho nên trong khoảng thời gian ngắn mới có thể liều mạng tìm hiểu như vậy xem phương hướng này tiếp tục tìm hiểu sẽ có tiến triển thật lớn hay không trong cơ thể mình ngưng tạo một thế giới đó không phải thần sáng thế sao như thế thật sự có thể ngưng tạo thành công Vậy không phải trở thành chủ thần rồi sao? Có phải hay không sẽ có được pháp lực kinh thiên, có thể nắm giữ hết thảy trong tay? Lục Ly không biết, nhưng hắn biết, nếu hắn có thể ngưng tạo thành công, vậy chiến lực của hắn khẳng định sẽ thăng cấp, khiến mọi vấn đề phức tạp của hắn đều trở nên không còn là vấn đề. Hắn bắt đầu cố gắng tìm hiểu, tinh tế thôi diễn, lặp lại xác minh được khả năng loại chuyện này. Ba nghìn đại đạo chi ngân được khắc từ trong bí cảnh hồng mông, bí cảnh hồng mông trong mắt hắn càng như là thế giới chưa tiến hóa thành công là hình thức ban đầu của đại thế giới nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha